Nhật ký 731. Vào ngày đầu tuần, một chị đã về đây trước để khấn chọn, đã đến thăm tôi. Chị thổ lộ với tôi rằng chị không còn tín thác vào Thiên Chúa và chán ngại ngay cả những điều nhỏ mọn. Tôi trả lời: "Chị ơi, chị ngỏ điều này với em là tốt đấy. Em sẽ cầu nguyện cho chị." Và tôi nói đôi lời với chị rằng hoài nghi như thế là làm đau lòng Chúa Giêsu, nhất là hoài nghi của một linh hồn ưu tuyển. Chị cho tôi biết, hồi mới khấn chọn, chị đã tập sống tín thác. Giờ đây, tôi biết một số linh hồn ưu tuyển thậm chí đã tiến xa trong đời sống tu trì hoặc đời sống thiêng liêng, cũng không có can đảm để phó thác toàn thân cho Chúa. Nguyên nhân chỉ vì có quá ít linh hồn nhận biết lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và sự tốt lành cao cả của Người. Nhật ký 732. Hôm nay, sự uy linh cao cả của Thiên Chúa đã tràn ngập và chiếm hữu tôi, làm bừng tỉnh nơi tôi một tâm tình kính sợ. Nhưng lòng kính sợ này pha lẫn trong niềm tôn kính, chứ không phải sự sợ hãi của kẻ nô lệ, là điều hoàn toàn khác với tâm tình kính sợ. Tâm tình kính sợ được sống động nhờ niềm tôn kính đã trỗi lên trong hồn tôi hôm nay, nhờ tình yêu và sự hiểu biết về sự cao cả của Thiên Chúa. Và đó là một niềm vui cho linh hồn. Linh hồn run lên trước sự xúc phạm đến Thiên Chúa, cho dù nhỏ mọn nhất. Ở đâu tình yêu thống trị, mọi sự đều tốt đẹp. Nhật ký 733. Điều thỉnh thoảng vẫn xảy ra là khi chăm chú nghe nguyện gẫm, chỉ cần một lời cũng đủ đưa tôi vào sự kết hợp thắm thiết với Thiên Chúa. Và tôi không còn biết linh mục đang nói gì nữa. Tôi biết mình đang sống mật thiết với trái tim rất nhân lành Chúa Giêsu. Chót tâm trí tôi đắm đuối trong Chúa, và trong giây phút ngắn ngủi ấy, tôi đã học biết nhiều hơn những gì trí năng phải tìm tòi và suy nguyện lâu giờ. Đây là những ánh sáng bất ngờ cho tôi hiểu biết sự vật giống như Thiên Chúa nhìn chúng về những điều liên quan đến thế giới nội tâm lẫn thế giới ngoại vật. Nhật ký 734. Tôi thấy Chúa Giêsu đang hoạt động trong linh hồn tôi trong tuần tĩnh tâm này. Về phần mình, tôi cố gắng trung thành với ơn Chúa. Tôi đã hoàn toàn phó thác linh hồn cho tác động của Người, vì quân vương toàn năng thiên đàng đã chiếm hữu trọn vẹn linh hồn tôi. Tôi cảm thấy được nhấc bổng khỏi đất trời để tiến vào cuộc sống nội tại của Thiên Chúa. Ở đó, tôi nhận biết Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần, nhưng luôn luôn trong sự đơn nhất quyền năng. Nhật ký 735. Tôi sẽ nhốt mình trong chén của Chúa Giêsu để được không ngừng an ủi Người. Tôi sẽ làm mọi sự trong khả năng của mình để cứu các linh hồn, và sẽ làm việc ấy qua cầu nguyện và đau khổ. Tôi luôn cố gắng trở nên một mái ấm Betania cho Chúa Giêsu, để Người có thể nghỉ ngơi sau mọi nhọc nhằn. Trong giờ hiệp lễ, sự kết hợp của tôi với Chúa Giêsu thắm thiết và sâu xa đến độ dù muốn tả ra, tôi cũng không làm được vì không tìm đủ lời.